mèo rồi à. Ấp là mèo, mèo rồi à, là mẹ à. Nói rửa có rồi. Có ơi. Gì con này mày bẩn. Ta chưa thấy một cái đứa nào bẩn như mày đâu Nami. Khiếp, mày nhổ nước miếng mà nó không bay ra khỏi đất mà nó bay vào mồm mày, kinh thật. Đi giời ơi. Nó nhổ nước miếng kiểu gì mà mẹ mình nước miếng còn bay vào. Ui giời ơi. Nó bẩn quá nhau anh ơi. Cái gì? Đi đâu? À, mẹ ơi. À, để Hùng chốt đơn nhá. Hùng chốt đơn. Hả? À, mẹ đâu, mẹ vừa mới nghiêm, mẹ đang ở dưới mà. Mẹ của anh đang ở dưới mà. Mẹ ơi. À, chưa đâu. Mẹ ơi. À, nó đi ẻ. Anh yên tâm. Trời ơi, Hùng có trách nhiệm mà. Trời, mình là bạn thân mà, yên tâm đi. Anh yên tâm, Hùng có trách nhiệm mà giúp cho anh uống sữa đầy đủ mỗi ngày. Thay tao thì để cho chị Nhi thay thôi. Mẹ ơi. Ôi, chưa. Mẹ ơi. Ôi, mẹ đâu mà mẹ. Mẹ đâu mà mẹ, mẹ đang ở dưới mà. Không có, Hùng có trách nhiệm, Hùng có trách nhiệm mà. Hùng là người bạn thân tuyệt vời nhất của anh. Tuy là có những lúc anh đã gây ra sự tổn thương cho Hùng, nhưng mà Hùng là một người bao dung. Anh yên tâm, Hùng bao dung lắm. Tuy là nãy anh đánh Hùng, nhưng mà Hùng sẽ bao dung. Anh yên tâm đi. Trời ơi, anh ơi, Hùng đấy đâu, nghe đâu. Nó giỡn kìa kìa đó, nó giỡn thôi. Hùng sẽ cho anh uống sữa đầy đủ nè. Uống miếng nước cái là khóc tiếp. Uống miếng nước đấy, nó bảo này kia. Ok, ok, ok. What? Rồi, đâu ra, đâu đâu. Làm tao dỗ hết mẹ mày mất 30 lít nước rồi. Nha. Ông sao đâu, nó giỡn á, nó chưa cái gì đâu. Hùng, nó chưa cho về, mà sao nó cho về. Tình bạn của chúng ta không lẽ cứ phải đong đầy bằng những giọt nước mắt. Chúng ta được nhiều niềm vui mà chúng ta chọn với nhau những niềm vui tích cực đâu. Tuy là Hùng không có sữa của mẹ cho anh uống, nhưng mà THQ là một thùng mỗi ngày, Hùng nói được. Anh yên tâm đấy, Hùng là người bạn thân có trách nhiệm nhất của anh. Chọc mẹ ra tao rồi. Chọc. Bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Rồi những lúc tôi không thấp bạn nhìn thấy. Gắn kết với nhau bằng tình bạn, giờ mẹ lại thay bằng vị trí mẹ là sao? Kìa mày bẩn như chó vậy mày. Mẹ mày. Mày phun hết nước miếng mày thân con nhỏ. Mẹ. Kinh chất đấy. Mẹ. Kêu nó đâu. Đâu. Nước miếng đầy chân rồi bé cái gì? Mẹ. Trời ơi! Tí tao có trách nhiệm là ba là mẹ là bản thân của chúng mày! Mẹ! Trời ơi! Mẹ! Tao không thích chứ! Gọi cái gì? Tao không có tổn thương mà! Đi cái biết rồi, để thằng Hùng tự nhiên cái đơn vào nào. Anh có giữ đâu biết. Chị Thanh đúng đơn. Ê! Mày em kinh quá. Chứ chuẩn bị là chỉ bị bóc quà rồi đây. Nãy giờ chưa được 100 đơn nữa, không có kèo là thực hiện được kèo trên 30 này. Ô là sao? Đẹp không? Anh ơi, xịt nước mũi. Anh ơi, nước mũi đã. Xịt ra đi. Tiếp quá. Còn chị
nước miếng chai mồm, còn đi đâu, nước mũi tụt tỉnh. Thì chưa? Nào xịt nước mũi, xịt. Nào, 1, 2, 3. Xịt mặt lên. Cái gì đấy? Tự nhiên làm cha, làm mẹ, làm bản thân các kiểu. Cuộc sống tao nó cứ đảo lộn. Từ ngày gặp ngày gia đình mày, cuộc sống tao với tai tế nó đảo lộn hết ngoài xã hội. Chân là đẹp trai, tiền bạc, tính cũng không có vô chi mấy. Ba hối gì mà? À, thế hả con? Thế này là gì nhỉ? Không biết ba. Chắc tiền mà. Đốt cho con, ngay để ba đốt cho. Ba có ba xuống mà bật rửa. Này, để con. Đó, ba bóc đi. Rồi, sau đây ba đọc thư cho con rồi. Sao không? Tặng bé My. Em thích lắc phải không? Đó. Tặng em chiếc lắc này nhé. Hy vọng em sẽ thích nhưng đừng cắn anh nữa nhé bé yêu. Sợ em bị đau răng thôi, xong rồi ai còn lè lưới. Đấy. Sắp Giáng sinh rồi, chúc em một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ nhé. Cô bé có nụ cười tỏa nắng, My Sunshine, trái tim. Rồi ơi, hôm bữa mày đòi cái lắc cái hôm nay con lắc luôn. Rồi, con ơi đừng về lấy 500 nha bạn. Hơi quan ngại đừng có về lấy 500 mà hít vô nha. Màu hồng luôn, đẹp thế. Rồi con đừng lo lắng rồi đi hỏi cái gì nữa. Lắc này hỏi lắc tay lắc chân con. Lát nữa con để bảo là con ước mình có cái là nghĩ là nên chúng ta đừng ước nữa con này. Sợ anh chàng đấy là tháo được gì à? Anh ơi, em cho anh không chỉ để áo mà. Đây tháo sao ra? Ủa, không ta không biết tháo sao luôn á? Chắc là đeo đeo vừa cho Ngọc Anh đó. Có vừa đâu, mày có vừa đâu. Mày nhìn coi, mày còn không biết tháo qua trường lớp nha. Mày hôm bữa cái nhẫn người ta tặng cho mày mày bực. À trời ơi, kéo ra. Hôm bữa người ta tặng cho mày cái nhẫn 1 tỷ mấy mà mày đùm mày cắn cái méo mẹ hết thế. Anh ơi, em bị mất cái nhẫn rồi. Con trai ơi, con gái của ba mất cái nhẫn rồi. Dạ ba. Cái nhẫn hôm bữa con tặng nó hơi bị to, con gái cha thì tính thì thật thà, răng thì khỏe. Con này nó nhớ nhét cái nhẫn vào răng hàm nó cho nó cắn ngay béo rồi. Con có thể tặng một chiếc nhẫn khoảng tầm 8 ly mốt cho tình cảm đấy con nhỉ, cho tình cảm nó thay đổi, nó thăng hoa được không cô ăn. Cái nhẫn nó vừa cắn béo rồi không có đeo được nữa rồi. Bây giờ người ta biết thư sao thì mình cứ xin mua rồi. Ơi ông nội. Ông nội ảo thật đấy con này. Ảo thật đấy. Mình là gì của nhau? Mình là gì của nhau anh ơi? Mình hỏi một câu, mình là gì của nhau? Nói. Thế hiện giờ ta đến trước ông nội ta. Ảo thật. Ba xong rồi bạn thân, rồi nay là mẹ rồi thành ông nội, mai nó gọi ông cố. Ơi anh nói luôn cơ. Anh ơi, đơn hôm nay mình mới được năm mấy đơn thôi, để hôm chốt đơn nha. Anh muốn đi chợ băng không? Trời ơi, ok. Cái gì lợi dưới chẳng mất chợ băng xô lâu. Trời, mày làm gì có tuổi chợ băng với ta? Ông yêu đấy, bắt tên trời. Nông trại cùng mua tôi. Ôi giời, trận băng ra là một cái bộ môn đẳng cấp thế giới luôn á. Cắt chờ. Vâng. Tao là... Ai mà chơi. Ê, anh ơi. Chạy một chân nha. Từ từ đã. Rồi, thầy đừng đọc tên em nhé. Thầy cho em gửi chiến thiện nghiện sau năm đánh thuyền. Ok, cảm ơn em. Từ để thầy ghi vào đây nha. Nãy giờ là được 7 người chốt. Nãy giờ là từ từ để ta cộng lại nha. 70, 80 rồi. Đơn của TikTok bây giờ đang được 14. 40, 50, 60, 70, 74 đơn phở bò cộng với lại 14 đơn top top là được 88 đơn. Sao nữa mới làm thế? Anh không có thương, nhưng không có thương lắm á. Nhưng mà nhỏ nhánh á nhỏ.
Nó mà nói dài được như vậy thì tao gọi là ông nội. Cái gì đây? Nhanh 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 hả? Có chết mẹ rồi. Ôi ơi, đọc nè. Được rồi, được rồi. Xem có đơn không nè. Từ từ. Ghế tập. Này ba. Từ từ. Tôi lẹ cho nó nóng rồi coi. Từ từ. Này ba. Mày lại có cái gì mẹ mày bậy bạ với tao đúng không? Tao lên sữa tắm chừng ngay 72 cây nha mọi người ơi. À, tao đang ngồi đây chưa thấy gọi gì mà kêu là mẹ tự kêu. Lên đây. Lên đây ngồi chơi. Mai mốt thích thì cứ dắt mẹ mày lên đây cho mày đỡ phải lòng vòng. Đây. Này mày đừng có tào lao nha. Mày một mày luôn là có chuyện với tao đấy. Gì? Chuyện lớn luôn. Lớn gì? Lên lên lên. Nào mọi người ơi, mọi người vào giỏ hàng và mọi người chốt đơn dùng cho mình.